Pháp cảnh báo Nga sẽ giáng đòn lên kinh tế châu Âu sau khi kiểm soát vùng đất màu mỡ. Bất chấp lệnh dụng quân, một phần binh sĩ Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự tại Abdiivka. Ukraine tuyên bố bắn hạ 3 tiêm kích Nga chỉ trong một buổi sáng. Tổng thống Zelensky nói Nga thương vong gấp 7 lần Ukraine tại Abdiivka Quan chức NATO tuyên bố phương Tây phải chịu trách nhiệm về việc Ukraine đánh mất áp địa cao. Trong một bài viết trên tập báo Le Monde của Pháp vào ngày 17 tháng 2, Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejone cảnh báo rằng việc kiểm soát các vùng đất màu mỡ của Ukraine có thể giúp Nga sáng đòn kinh tế lên châu Âu. Ngoại trưởng Pháp lập luận Moscow muốn Paris tin rằng việc bỏ rơi người Ukraine cho số phận của họ sẽ hợp lý hơn. Ông Sejone phản đối quan điểm này, lưu ý rằng Người Pháp không phải là những kẻ ngu ngốc và có rất ít điều sẽ trái ngược hơn với lợi ích của đất nước, ông cho biết. Tuy nhiên ngoài những rủi ro về an ninh, chiến thắng của Nga cũng sẽ có tác động mạnh mẽ về mặt kinh tế đối với phương Tây. Việc để Nga kiểm soát các vùng đất của Ukraine, một trong những vùng đất màu mỡ nhất thế giới sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần chủ quyền về lương thực, chấp nhận lạm phát không kiểm soát và cung cấp cho Nga những phương tiện gây áp lực. Việc Moscow kiểm soát các nguồn tài nguyên đó sẽ cho phép nước này tấn công chính nông nghiệp của chúng ta. Châu Âu, thế giới và người dân Pháp sẽ phải hứng chịu một cú sốc kinh tế chưa từng có. Ông Sejourne tiếp tục cảnh báo rằng châu Âu và thế giới sẽ gặp rủi ro to lớn nếu Nga được phép tiếp tục kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở lớn nhất thuộc loại này trên lục địa. Trong bài viết, ngoại trưởng Pháp cũng nhấn mạnh Ukraina chiếm 30% xuất khẩu lúa mì toàn cầu. Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào tháng 3 năm 2022, ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cơ sở này đã được chuyển sang sở hữu nhà nước sau khi bốn khu vực cũ của Ukraine, bao gồm cả Zaporizhia, bỏ phiếu sát nhập Nga vào cuối năm đó. Ngoại trưởng Pháp Sejone tiếp tục kêu gọi phương Tây chống lại sự cám dỗ của sự mệt mỏi. Ông Sejone cho biết, những nỗ lực hỗ trợ Ukraine ngày nay chẳng là gì so với những nỗ lực mà chúng ta sẽ phải triển khai để chống lại một nước đang cảm thấy chiến thắng. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng các chính sách hiện tại sẽ cho phép những người ủng hộ Kiev giữ quyền kiểm soát giá cả. Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên hỗ trợ vũ khí cho Ukraine vì điều này có thể chỉ làm kéo dài xung đột. Tháng trước, quân đội Nga cũng cho biết họ đã hạ cục hàng chục lính nước ngoài ở Ukraine và lớn trong số họ nói tiếng Pháp. Mặc dù ban đầu Paris phủ nhận việc có bất kỳ lính Pháp nào ở Ukraine, nhưng sau đó họ thừa nhận rằng một số công dân nước này thực sự đã gia nhập lực lượng của Kiev. Mặc dù Paris khẳng định họ không có mối liên hệ nào với chính phủ quốc gia. Trong một diễn biến khác, ngày 17 tháng 2 khi đang trong chuyến thăm Paris, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một ngày trước đó, ông và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã ký một thỏa thuận hợp tác an ninh song phương. Văn kiện khẳng định sự ủng hộ dài hạn của Pháp, trong đó Paris sẽ cung cấp 3 tỷ euro, tương đương hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024 và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong thời gian trong 10 năm tới. Thỏa thuận này tôn trọng các cam kết an ninh quan trọng của Pháp với Ukraine, trong đó ưu tiên các lĩnh vực quân sự, chính trị, tài chính và nhân đạo. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, trước đó cùng ngày, ông và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh dài hạn tương tự. Theo ông Zelensky, đây là văn kiện chưa từng có, đảm bảo sự hỗ trợ của Đức cho Ukraine với số tiền 7 tỷ euro, tương đương gần 7,6 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, trong đó Berlin sẽ chuyển ra vũ khí theo hợp đồng đã thỏa thuận cho Kiev. Ngày 17 tháng 2, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã chiếm hoàn toàn thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, sau khi Ukraine ra lệnh rút quân khỏi thành phố này. Theo tạp chí Phố Quân, việc giành được Avdiivka sau nhiều tháng là chiến thắng lớn nhất của Nga kể từ khi lực lượng nước này kiểm soát được thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk vào tháng 5 năm 2023. Giờ đây, Moscow đã giành lại thế chủ động trong cuộc chiến trong khi Ukraine đang thiếu nhân lực và thiết bị quân sự sau cuộc phản công thất bại năm ngoái. Trước đó, bên lệ hội nghị an ninh Munich hôm 16 tháng 2, khi được hỏi liệu việc chậm trễ hoặc đóng băng việc chuyển giao đạn dược từ Mỹ và đồng minh có phải là nguyên nhân dẫn đến việc Ukraine rút lui dần dần và tốn kém tại khu định cư bị tàn phá hay không, Ngoại trưởng Estonia Margus Tasna đã nhấn mạnh rằng các đồng minh phương Tây phải trách nhiệm về việc Ukraine rút khỏi thành phố Abdiivka đang bị bao vây. Ngoại trưởng Estonia tuyên bố tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm này. Newsquick đã nói chuyện với Tasna khi các báo cáo bắt đầu xuất hiện rằng việc bảo vệ thành phố kéo dài nhiều năm của Ukraine đang chuyển sang rút lui dưới áp lực mạnh mẽ của Nga. Điều này đã được xác nhận sớm ngày 17 tháng 2 bởi Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sisky, người cho biết lệnh được đưa ra để tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng cũng như sức khỏe của các quân nhân. Tướng Sisky tuyên bố rằng lực lượng Ukraine sẽ dịch chuyển sang phòng thủ trên các tuyến đường thuận lợi hơn. Ông cũng cho biết thêm rằng các binh sĩ của chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự của mình một cách kiên trì, đã cố gắng hết sức để hạ gục các đơn vị quân đội tốt nhất của Nga, gây tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị cho đối thủ. Lực lượng Ukraine đã thiết lập vị trí phòng thủ sâu bên trong và xung quanh Abdiivka từ năm 2014, trước tiên đối mặt với các lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn, và sau đó là quân đội chính thống của Nga. Thành phố chiến lược này đã trở thành trung tâm của cuộc tấn công toàn diện kéo dài 2 năm của Nga và là điểm nóng của chiến dịch tấn công mùa đông đang diễn ra do Moscow dẫn đầu. Các đơn vị quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, một phần là do việc nhận đạn pháo từ Liên minh châu Âu mất quá lâu và cũng do việc đóng bằng viện trợ quân sự của Mỹ do mâu thuẫn nội bộ trong quốc hội, vì Ngoại trưởng Estonia nhận định. EU đã hứa cung cấp 1 triệu viên đạn đó là sáng kiến của Estonia. Cho tháng 3 này, chúng tôi đã thực hiện được một nửa công việc đó. Điều đáng mừng là hiện nay tất cả các nước EU đã đưa ra cam kết rằng điều đó sẽ diễn ra trong nửa năm tới cho đến cuối năm nay. Mục tiêu bây giờ là 1,1 triệu quả đạn pháo, nhưng nó quá chậm. Trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh Munich vào sáng ngày 17 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh về vấn đề thiếu hụt vũ khí của Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực pháo binh và khả năng tầm xa. Ông lưu ý rằng điều này đã tạo điều kiện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thích nghi với cường độ xung đột hiện tại. Tổng thống Zelensky cũng giải thích rằng quyết định rút quân khỏi Afdiivka nhằm mục đích bảo vệ sinh mạng của binh lính chúng tôi, Xin đừng hỏi Ukraine khi nào xung đột sẽ kết thúc. Hãy tự hỏi tại sao Putin vẫn có thể tiếp tục hành động như vậy. Sáng ngày 17 tháng 2, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố trong một bài đăng trên Facebook rằng họ đã bắn hạ hai máy bay ném bom chiến đấu Su-34 và một máy bay phản lực Su-35 của Nga. Tuy nhiên, bài đăng không tiết lộ chi tiết về địa điểm của các máy bay được cho là bị hạ gục và cũng không nói rõ về phương pháp thực hiện hành động này. Tư lệnh không quân Ukraine, ông Mykola Olechuk cũng đã chia sẻ thông tin này trên kênh Telegram của mình. Ông cho biết, sáng 17 tháng 2, tại khu vực phía đông, các đơn vị của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã hạng gục cùng lúc 3 máy bay địch, hai chiếc Su-34, máy bay chiến đấu ném bom và một máy bay chiến đấu Su-35. Moscow vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận thông tin được đề cập. Theo Newsquick, Nga thường không tiết lộ số liệu về tổn thất trang bị quân sự của mình và thường không phản ứng với các thông tin từ phía Ukraine. Trong khi đó, một số kênh Telegram Nga như Milin Folay đã xác nhận rằng một chiếc Su-35 đã bị rơi gần abdi -Ipka. Thông tin này cũng cho biết phi công của máy bay vẫn sống sót. Kênh Milin Folay viết, đối với các máy bay khác được đề cập trong thông tin gần đây, chúng đã trở về căn cứ an toàn. Sau đó, tư lệnh Olechuk, tiếp tục lên tiếng phản bác thông tin dựa trên dữ liệu từ hệ thống tìm kiếm và cứu hộ vệ tinh quốc tế. Ông Olechuk cho biết đã có ít nhất 4 trường hợp phi công kích hoạt ghế thoát hiểm. Tư lệnh Olechuk chia sẻ trên Telegram rằng có một hệ thống tìm kiếm và cứu hộ vệ tinh quốc tế được biết đến là Copas-Sasat. Trong trường hợp tai nạn xảy ra, nó sẽ thông báo về vị trí của các phi công thông qua tín hiệu vô tuyến cá nhân của họ. Như bạn có thể thấy, hệ thống này đã hoạt động. Trên hình ảnh này, có 4 tín hiệu COPAS xa sát được đánh dấu bằng các chấm trên bản đồ đã được kích hoạt. Su-34 là một loại máy bay phản lực hai cơ động, hai chỗ ngồi, được coi là một trong những loại máy bay phức tạp nhất trong kho vũ khí của Moscow. Chúng được Nga sử dụng từ năm 2014 và có thể mang theo 180 viên đạn cho pháo GSH-301 cỡ 30mm với tốc độ bắn tối đa là 1.500 viên trên 1 phút. Su-35 là một loại máy bay chiến đấu đa chức năng có một chỗ ngồi, có khả năng mang theo tên lửa không gian không đối không, không gian không đối đất và chống hạm. Cả hai loại máy bay đều được phát triển bởi nhà sản xuất máy bay Sukhoi của Nga. Theo tin của Reuters, việc mất 3 chiếc máy bay này sẽ gây ra thiệt hại khoảng 100 triệu đô la Mỹ cho Moscow. Hồi tháng 12 năm 2023, lực lượng Ukraine cũng tuyên bố đã hạ gục 3 chiếc máy bay Su-34 tại Kherson, một thành phố thuộc miền nam Ukraine. Lúc đó có thông tin cho rằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp đã bắn hạ 3 máy bay phản lực này. Chuyên gia hàng không Valery Romanenko của Ukraine lưu ý rằng Nga không cân nhắc tới khả năng của hệ thống Patriot có thể bắn hạ các mục tiêu khí động học ở khoảng cách lên đến 160 km. Mới đây, Ukraine Form trích dẫn thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, lực lượng Ukraine đã phá hủy 332 máy bay cánh thẳng và 325 máy bay trực thăng của Nga kể từ khi xảy ra cuộc xung đột. Quân đội Nga được cho là đã sử dụng tên lửa hành trình KH-69, được phát triển cho máy bay Su-57 để tấn công mục tiêu tại Ukraine. Warhome là một tài khoản ủng hộ quân đội Ukraine đã công bố hình ảnh mảnh vỡ của một cánh đuôi tên lửa, cho biết đó là một phần của tên lửa hành trình KH-69 Nga bị bắn hạ trong một cuộc tập kích mạnh mẽ nhằm vào Ukraine ngày 7 tháng 2. Sau đó, tài khoản Gua gạch dưới Monitor gạch dưới Ua nói rằng lực lượng Nga đã phóng 3 tên lửa KH-69 và 3 quả đạn KH-59 trong cuộc tập kích nhằm vào các tỉnh Poltava, Sumy và Mykolaiv và tuyên bố rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã thành công trong việc chặn năm trong số các mục tiêu này. Chuyên gia quân sự Mỹ Tyler Rogoway nhận định, sự xuất hiện của KH-69 có thể không gây chấn động như thông tin Nga triển khai tên lửa siêu vật âm Jerkon. Tuy nhiên, nó cho thấy Moscow ngày càng sẵn sàng sử dụng những loại tên lửa tiên tiến, vừa kết thúc giai đoạn thử nghiệm trong tình huống chiến đấu thực tế. Cả Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine đều chưa có bình luận về thông tin này. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS tại Anh đã mô tả, KH-69 là một loại tên lửa hành trình đối đất được phóng từ máy bay, tương tự như mẫu Storm Shadow, Scape EG của Anh, Pháp và Taurus KEPD-350 của Đức. Các chuyên gia phương Tây đầu năm 2023 đánh giá rằng KH-69 đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng hoặc đã bắt đầu giai đoạn sản xuất. Dự án KH-69 có nền tảng từ tên lửa hành trình chiến thuật KH-59MK2 được phát triển bởi công ty Raduga thuộc tập đoàn tên lửa chiến thuật. Quả đạn của KH-69 được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với định vị vệ tinh để bay tới khu vực mục tiêu. Sau đó nó sử dụng cảm biến quang điện tử có khả năng so sánh ảnh quang học kỹ thuật số DSMAC để định vị mục tiêu và tấn công. Tính năng DSMAC của KH-59MK2 có vẻ được chuyển từ tên lửa hành trình chiến lược KH-555 cho phép đánh trúng mục tiêu trong vòng bán kính 3-5m tổ hợp KH-59MK2 đã trải qua quá trình chỉnh sửa toàn diện kể từ năm 2015 nhằm tích hợp tính năng tàng hình trước radar và cảm biến tầm nhiệt của đối phương, đồng thời cho phép tên lửa có thể nằm gọn trong khoang vũ khí của tiêm kích tàng hình Su-57. Nhà phát triển đã giữ lại hệ thống dẫn đường, nhưng đã thay đổi phần vỏ tên lửa từ hình trụ tròn sang hình hộp thang, cũng như thu nhỏ cặp cánh nâng và bốn cánh lái ở đuôi. Động cơ tua bin phản lực cũng được ẩn vào đuôi tên lửa, thay vì nằm dưới thân như mẫu KH-59MK2 nguyên bản. Phiên bản nâng cấp KH-59MK2 được phát triển cho không quân Nga đã được đổi tên thành KH-69 bởi Raduga để thể hiện rằng đây là một thiết kế gần như hoàn toàn mới so với các loại tên lửa đã có trong biên chế. Ngoài tiêm kích tàng hình Su-57, các loại máy bay chiến đấu khác như MiG-29K, Su-30, Su-34 và Su-35S cũng có thể sử dụng loại tên lửa này. KH-69 được thiết kế để thực hiện các cuộc tập kích vào các mục tiêu kiên cố với dự kiến tầm bắn trên 300 km và tốc độ hành trình 1.000 km h Các tọa độ của mục tiêu có thể được nạp vào quả đạn trước khi máy bay cất cánh hoặc có thể cập nhật trong quá trình bay. Mỗi quả đạn được trang bị đầu đạn chùm hoặc đầu đạn xuyên phá bê tông nặng 300 kg. Chuyên gia Rogaway nhận xét, KH-69 đại diện cho một bước tiến công nghệ đáng kể so với các loại tên lửa không đối đất chiến thuật đang được sử dụng hiện nay. Nó có độ chính xác, tầm bắn và khả năng sống sót vượt trội. Mặc dù chi phí sản xuất cao hơn nhiều, các chuyên gia phương Tây cho rằng KH-69 rất phù hợp với nhiệm vụ tập kích mục tiêu được bảo vệ bởi lưới phòng không dày đặc ở sâu trong lãnh thổ Ukraine. Đặc biệt là khi Kiev đang triển khai nhiều hệ thống tên lửa hiện đại từ phương Tây, tầm bắn xa cho phép các loại máy bay Nga tiến hành tấn công từ khoảng cách an toàn mà không cần tiến vào khu vực phòng không của đối phương. Vị chuyên gia kết luận, động lực chủ đạo để Nga triển khai những vũ khí mới như KH-69 là thử nghiệm khả năng của chúng trong môi trường tác chiến thực tế. Điều này giúp hoàn thiện chiến thuật sử dụng và khắc phục các vấn đề chưa được phát hiện khi thử nghiệm. Kết quả chiến đấu cũng giúp Moscow quyết định loại vũ khí nào được ưu tiên sản xuất hàng loạt, nhất là trong điều kiện hạn chế về năng lực xuất xưởng vũ khí công nghệ cao. Ngày 17 tháng 2, tại Hội nghị An ninh Toàn cầu tại Munich, ở thành phố Munich, miền Nam nước Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục các nước đồng minh giải quyết tình trạng thiếu hụt vũ khí hiện nay Tổng thống Zelensky cho biết, thật không may việc Ukraine rơi vào tình trạng thiếu hụt vũ khí nhân tạo, đặc biệt là pháo binh và các loại vũ khí tầm xa khác, đang giúp Nga có thể thích ứng với nhịp độ cuộc chiến. Với sự tham gia của các chính trị gia, nhà ngoại giao và quan chức quân sự từ khắp nơi trên thế giới, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của các nước phương Tây. Tổng thống Ukraine cũng đồng thời thúc giục họ nhiều hơn nữa để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột hiện nay với Nga, nhấn mạnh rằng Việc tiếp tục gửi vũ khí và pháo binh cho Ukraine là sự hỗ trợ quan trọng nhất mà các đồng minh có thể làm. Cũng tại hội nghị, ông Zelensky khẳng định rằng không có giải pháp thay thế cho nguồn viện trợ của Mỹ, ông tuyên bố: "Chúng tôi coi Mỹ là đối tác chiến lược của mình và họ sẽ vẫn là đối tác chiến lược của chúng tôi." Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với chiến dịch quân sự từ phía Nga kéo dài gần 2 năm và đã phải rút quân khỏi thị trấn Avdiivka ở phía đông tình trạng thiếu đạn dược ở Ukraine đang trở nên trầm trọng, trọng hơn và viện trợ quân sự từ Mỹ đã bị trì hoãn trong nhiều tháng. Gói viện trợ bổ sung cho Ukraine hiện vẫn chưa được Quốc hội thông qua, đặc biệt là vấn đề được Đảng Cộng hòa nhiều lần nhấn mạnh. Bất kỳ viện trợ bổ sung nào của Mỹ cho Ukraine và Israel cũng phải đi kèm với một thỏa thuận giải quyết vấn đề biên giới. Chính trưởng Mỹ đang trở nên sôi động hơn khi cuộc bầu cử Tổng thống 2024 đang đến gần. Với tư cách là một trong những ứng viên tiềm năng trong cuộc bầu cử này, Cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng nếu được bầu vào chức vụ, ông sẽ yêu cầu các đồng minh ở châu Âu hoàn trả cho Mỹ số lượng đạn dược trị giá khoảng 200 tỷ đô la Mỹ đã được gửi tới Ukraine. Tuyên bố này khiến Kiev và các đồng minh cảm thấy lo lắng bởi họ nghi ngờ rằng nguồn tài trợ của Mỹ cho Kiev trong cuộc đấu chống lại Nga có thể sẽ cạn kiệt hoàn toàn nếu ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có những diễn biến mới căng thẳng. Ngày 17 tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, ở Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nghe báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu về việc kiểm soát hoàn toàn Avdiivka. Tổng thống chúc mừng quân đội và các chiến binh của chúng ta về một chiến thắng quan trọng và thành công như vậy. Theo thông tin từ kênh Riba, Avdiivka đã chính thức rơi vào tay lực lượng Nga sau khi quân đội Kiev rút lui khỏi nhà máy than, hóa chất, khu cao tầng Khimik và Lastokino. Các cảnh quay ghi lại nhiều tòa nhà trong cửa Nga sau khi quân đội Kiev rút lui. Việc kiểm soát khu cao tầng, đặc biệt là tại nhà máy than, hóa chất, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các trạm điều khiển UAV và giám sát các khu vực lân cận. Có khả năng rằng Kiev đang tăng cường vị trí quân sự dọc theo trục Bekdichi, semi onupka Các dấu hiệu sơ bộ cho thấy họ đã rút lui khỏi Lastokino, một khu vực nằm hoàn toàn trong tầm bắn của lực lượng Nga, khiến việc tổ chức phòng thủ trở nên không thể thực hiện. Có thể vẫn tồn tại một số nhóm tàn binh phân tán hiện diện trong khu vực, Đoạn đường từ Khimik đến Opitny có thể cũng đang trông trơn. Dự kiến các thành trì gần nhất của Ukraine sẽ nằm ở phía đông Severny. Các hoạt động trinh sát đang được triển khai tại Lastokino, cho thấy lực lượng Moscow có thể sẽ nhanh chóng tấn công ngôi làng và khu vực lân cận. Nơi này chỉ là một trạm chặn bình thường, không có các công trình cao tầng cứng cáp, do đó khó có thể ngăn chặn sự tiến bộ của Nga. Theo thông tin từ kênh Geroman, không có chuyện Nga sẽ dừng lại. Thực tế, họ đang tiến lên nhanh chóng để đánh bại các tuyến phòng thủ mới của Kiev tại Abdiivka. Mục tiêu của họ là không để đối phương kịp thời củng cố. Điều này có thể tạo ra nhiều khó khăn trong tương lai. Các đợt tấn công, bom pháo của Nga tại các điểm mà lực lượng Kiev vừa rút về đang làm cho mặt trận trở nên hỗn loạn. Kênh RV Voenkuri đưa tin, mặt trận chiến đấu hiện đang diễn ra dọc theo tuyến lastokino severnoze với các đơn vị Nga tấn công làng Lastokino. Do khu định cư này nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Nga, đặc biệt là tại nhà máy than hóa chất và các khu vực lân cận, nên Ukraine khó mà duy trì được sự kiểm soát lâu dài. Trong vòng hai tuần qua, một số lượng lớn binh sĩ Ukraine đã hy sinh tại Abidka. dù NATO đã cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ nhưng không đem lại kết quả và nga tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Theo kênh Suriyak Maps, sau khi đối phương rút khỏi nhà máy than hóa chất, nga đã tiến hành nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Abidka. Liệu đoàn đặc biệt Azov, mặc dù mới nhập cuộc nhưng đã gặp nhiều tổn thất nặng nề như có thể thấy trong các video ghi lại trong vài giờ qua. Rõ ràng nhiều binh sĩ Ukraina không thể rời khỏi thành phố do thông báo rút quân đến quá muộn với họ. Tuy nhiên, sự sụp đổ của Ukraina không đến như một số dự đoán trên mạng xã hội, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, theo kênh Groman, nhiều nguồn tin từ Ukraina cho biết, quân đội Nga đã tập trung lực lượng đáng kể tại Zaporizhia. Có thông tin cho rằng họ đã hình thành một sức mạnh lớn và sẵn sàng bước vào trận chiến trong thời gian sắp tới. Dự kiến cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Nga sẽ diễn ra ở mặt trận này. Thực tế, kênh SGS cho biết, tại khu vực Orekhov, trên mặt trận Zaporizhia, trung đoàn súng trường cơ giới số 70 đã đánh bại lực lượng Kiev, làm chúng rút lui khỏi vị trí tiền tiêu ở phía nam Rabotino. Thêm vào đó, kênh Colonel Kassas cũng xác nhận rằng quân đội Nga đã tiến về phía Rabotino và đã kiểm soát thành công một số cứ điểm của Ukraine. Kết quả cụ thể sẽ được biết vào đêm nay. Theo kênh RV Voenkuri, đối phương đang rơi vào tình trạng hoang sợ khi thấy những đoàn xe tăng Nga vang dội tiến gần Rabotino. Mặc dù các cuộc tấn công đang diễn ra, nhưng thực tế lực lượng Moscow đã kiểm soát tình hình ở khu vực này từ nhiều tháng trước và liên tục thực hiện các cuộc tấn công tiến về Rabotino và Verbovoy ở phía Orekhov. Lực lượng của Kiev trong khu vực đang phải chịu đựng những đòn tấn công hỏa lực đặc biệt mạnh mẽ từ pháo binh và không quân Nga. Điều này có thể là dấu hiệu cho việc chuẩn bị cho một đợt tấn công mạnh mẽ sắp tới. Theo kênh Kiroman, dự đoán rằng lực lượng Nga sẽ mở rộng về phía Tây từ Abdiivka và sau khi đảm bảo an toàn cho phòng tuyến đó, họ sẽ tiến về phía Bắc để thiết lập một nồi hầm mới. Quan trọng nhất là phải ngăn chặn Ukraine pháo kích và Donetsk. Ý kiến từ kênh Zuri cũng khẳng định rằng, sau khi giành quyền kiểm soát Abdiivka, Nga sẽ tiến kiểm soát Chasovza và Torres. Thực tế, việc Nga tiếp tục mở rộng đến Ocheretino sẽ mở ra các cơ hội mới. Việc di chuyển qua Ocheretino và Novo Kalinovo về phía bắc và tây bắc sẽ giúp nga không chỉ tiếp cận phía sườn và phía sau nhóm torres của ukraine mà còn di chuyển dọc theo lưu vực mà không cần vượt qua bất kỳ con sông nào bên cạnh đó nếu nga có thể đồng loạt chọc thủng hàng phòng ngự của kf ở khu vực chasupza sẽ mở ra triển vọng rõ ràng để tạo ra một nồi hầm lớn ở torres tuy nhiên để thực hiện điều này trước hết nga cần kiểm soát được ocheretino việc giành quyền kiểm soát thành phố chasupza cũng là một phần của kế hoạch vì vậy, không có gì ngẫu nhiên khi không quân Nga dồn toàn bộ tập trung từ FDFK sang khu vực ra Theo Ureska Pravda đưa tin, báo cáo tối hôm 17 tháng 2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày sau ba cuộc đụng độ đã diễn ra, chỉ riêng tại Marinka, quân đội Nga đã 21 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine. Báo cáo có đoạn, trong ngày đã xảy ra 63 cuộc đụng độ, tổng cộng Nga đã phóng 4 tên lửa, tiến hành 61 cuộc không kích và 79 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo đã đẩy lùi những cuộc tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Novo-Pavlov và Zaporizhia, cũng như đầu cầu bên tảng ngạn sông Dnipro. Trong ngày, không quân Ukraine đã tiến hành tấn công vào 14 khu vực tập trung quân và 3 hệ thống tên lửa phòng không của đối phương, tiêu diệt cùng lúc 30 bay Nga, gồm 2 tiêm kích bom Su-34 và 1 tiêm kích Su-35. Trong khi Ukraine tăng cường sản xuất UAV giá rẻ gây thiệt hại cho Nga, thì dàn tài khí ác chiến điện tử của Moscow thời gian qua được cho là chưa đánh trận hiệu quả những vũ khí đơn giản của Kiev. Khi các thành viên Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ bắt đầu chặn dự luận viện trợ cho Ukraine bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Kiev đã mất đi một trong những nguồn đạn pháo chính. Quân đội Ukraine đã tìm cách thích nghi với tình hình, đẩy mạnh sản xuất dàn máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV, FPV, Đến tháng 12 năm ngoái, Ukraine đã có thể chế tạo được khoảng 50.000 chiếc FPV mỗi tháng với chi phí vài trăm đô la Mỹ mỗi chiếc và cấu tạo đơn giản. Với tầm tấn công vào khoảng hơn 3 km, các UAV cỡ nhỏ này có thể lao vào các phương tiện của Nga, thậm chí đuổi theo và tấn công binh sĩ của Moscow. Thời điểm hiện tại, UAV FPV được cho là vũ khí gây sát thương nhiều nhất cho đối phương của Ukraine và Nga cũng biết điều đó. Không phải vô cớ mà Nga lắp đặt hàng loạt thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến trên các phương tiện. Về lý thuyết, thiết bị gây nhiễu sẽ chặn tín hiệu vô tuyến giữa UAV, FPV và người điều khiển nó, khiến máy bay không người lái đi chạy hướng. Chúng được xem là sát thủ vô hình vì phi công bắn ra thuốc nổ nhưng có khả năng hạ gục vũ khí. Tuy nhiên, vấn đề của Nga ở chỗ là các hệ thống tác chiến điện tử này hoạt động chưa hiệu quả trong thời gian qua. Thiết bị gây nhiễu chiến trường thế hệ đầu tiên, GP377 chưa đạt hiệu suất cao khi ngăn chặn UAV FPV. Giờ đây, thiết bị gây nhiễu volores thế hệ thứ hai cũng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. GP-377 là loại máy gây nhiễu di si động của Nga, ban đầu được thiết kế để chặn các tín hiệu kích nổ được gửi đi qua sóng vô tuyến, từ đó bảo vệ bộ binh và phương tiện khỏi các thiết bị nổ tự chế. Tuy nhiên, chiếu 377 chỉ có phạm vi gây nhiễu rất ngắn. Theo cây bút David Ace của Forbes, điều này giúp giải thích lý do tại sao các phi công điều khiển UAV của Ukraine vẫn có thể tấn công các phương tiện lắp RP-377. Ace chỉ ra rằng hiện có rất nhiều video UAV Ukraine làm nổ tung các phương tiện của Nga có lắp đặt RP-377. Trong một video, UAV của Ukraine đã hào gục xe trở lính của Nga sau khi bắn trúng RP-377 trên thân xe. RP 377 có lẽ đã được cài đặt để gây nhiễu giải tần rộng nhằm bao phủ tất cả các tần số khác nhau mà UAV của Ukraine có thể sử dụng. Ông Bereshnop giải thích, cái giá phải trả là phạm vi bảo vệ nhỏ. RP 377 thường là hệ thống nhỏ như chiếc ba lô, nó lấy năng lượng từ ác quy di động chứ không phải từ động cơ xe. Vì thế khi cố gắng gây nhiễu nhiều tần số, một chế độ hoạt động rất ngốn điện, RP 377 sẽ hy sinh vi phạm. Với tay nghề cao, phi công UAV cảm tử có thể nhắm mục tiêu vào xe bọc thép của Nga và để đà lao, giúp máy bay không người lái, bắn chúng ngay cả khi tín hiệu điều khiển vô tuyến bị ngắt trong vài giây cuối. Nói cách khác, một chiếc UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine có thể bị mù khi lao về phía mục tiêu, nhưng nó sẽ bị mù khi đã ở trong quỹ đạo, có thể mang đến cú đánh làm tê liệt xe bọc thép. Theo cây bút AC, như vậy, RB-377 hoạt động hiệu quả nhưng không đủ xa. Phạm vi gây nhiễu của loại máy gây nhiễu này có lẽ chỉ là vài chục mét. Đây là điểm yếu trong năng lực gây nhiễu của Nga mà phi công UAV Ukraine dường như đang tận dụng khi điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất xuyên qua vùng nhiễu điện tử. Nga đã nhận ra vấn đề trên RP-377 và tung ra phiên bản thiết bị gây nhiễu thế hệ 2 mang tên Vonores với tầm bảo vệ khoảng 800m. Một số bộ quân sự Nga nhận định khi mô xe hệ thống mới rằng, tuy nhiên, nhược điểm của Vodoret là khả năng gây nhiễu của hệ thống này kém xa so với rp 377 Điểm yếu lớn nhất của Vodoret là nó tỏa nhiệt quá lớn, vì vậy anten của nó để lại một vùng chết theo hình nón ở phía trên thiết bị gây nhiễu. Ukraine có thể dò ra được vùng chết để tấn công hiệu quả hơn vì vậy bây giờ người nga đang thay thế Volonet bằng các thiết bị gây nhiễu Zanija có phạm vi hoạt động gần 1,6 km hiện vẫn chưa rõ hệ thống này sẽ hoạt động như thế nào tuy nhiên một điều không thể phủ nhận là nga là cường quốc trong tác chiến điện tử và Moscow có kỹ năng kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống gây nhiễu điều này sự kiện sẽ tạo ra cuộc chiến mèo vườn chuột khi các bên liên tục cải tiến công nghệ để đạt lợi thế so với bên còn lại Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich diễn ra vào hôm 17 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thương vong của Moscow tại thành trì Avdiivka cao gấp 7 lần so với Kiev sau khi tân tổng tư lệnh Ukraine ra lệnh cho lực lượng rút lui khỏi đây. Ông Zelensky nói, tôi không thể tiết lộ cho các bạn số lượng thương vong của chúng tôi, nhưng tại Avdiivka chẳng hạn, cứ một người Ukraine thiệt mạng thì có 7 lính Nga ra đi, tỷ lệ là như vậy. Tại hội nghị, ông Zelensky cũng đã giải thích nguyên nhân rút quân khỏi Abdiivka, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Zelensky nói, chúng tôi quyết định xuất lui quân và chuyển sang phòng thủ ở vị trí khác nhằm tránh bị cô lập điều này không đồng nghĩa với việc ukraine lùi lại vài km và nga giành được thứ gì đó đối thủ không giành được gì quyết định này hoàn toàn là để bảo vệ tính mạng của các binh sĩ các chỉ huy biết rõ họ cần phải làm gì cùng theo tổng thống zelensky quân đội ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược trầm trọng và họ không thể đẩy lùi lực lượng nga nếu không nhận được sự hỗ trợ từ phương tây tổng thống zelensky cho biết việc chúng tôi thiếu hụt đạn pháo và vũ khí tầm xa là nguyên nhân khiến cho đối phương có thể thích nghi với cường độ của cuộc xung đột làm ơn đừng hỏi ukraine khi nào cuộc xung đột kết thúc mọi người hãy tự hỏi vì sao nga vẫn có thể tiếp tục nếu chúng tôi bị bỏ lại một mình đối phương sẽ đạt được mọi mục tiêu Ông Zelensky đồng thời cũng nói rằng sẵn sàng đưa ông Donald Trump ra thăm tiến tuyến, trong bối cảnh ép lo ngại viện trợ Mỹ sẽ đóng băng nếu cựu tổng thống trở lại Nhà Trắng. Số phận hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine đang rơi vào vô định khi gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đã bị đóng băng ở Quốc hội Mỹ kể từ năm ngoái. Khả năng ông Trump quay trở lại Nhà Trắng cũng phủ bóng đen lên triển vọng Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Cựu tổng thống Mỹ từng phản đối việc tổng thống đương nhiệm Joe Biden hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hồi tháng 12 năm 2023, ông Zelensky từng nói rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump sẽ có tác động rất mạnh mẽ đến diễn biến của cuộc xung đột. Ông Trump cho đến nay vẫn thống trị các cuộc thăm dò dư luận trong cuộc đua giành đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, nhưng đồng thời cũng đối mặt với một số bản cáo trạng hình sự. Ngày 17 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội của Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Avdiivka. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, hôm nay, tại Điện Kremlin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng trung tâm dưới sự chỉ huy của Đại tướng Andrei Mosbichev đã hoàn toàn kiểm soát thị trấn Avdiivka nơi từng là thành trì kiên cố của Ukraine. Sau khi kiểm soát được Avdiivka từ quân đội Ukraine, một khu vực rộng 31,75 km vuông đã được giải phóng. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong vòng 24 giờ qua, Ukraine đã mất hơn 1.500 binh sĩ trong các cuộc giao tranh tại Avdiivka. Trước sức ép quân sự mạnh mẽ từ quân đội Nga, lực lượng Ukraine đã bỏ lại vũ khí và trang thiết bị, rời khỏi Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, việc giải phóng Avdiivka đã đẩy khu vực tiền tuyến ra xa khỏi Donetsk và đảm bảo an toàn cho vùng này trước các cuộc tấn công khủng bố từ Kiev. Quân đội Nga đang thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ Ukraine trong khu vực, cũng như tiếp tục các hoạt động tấn công để giải phóng Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo rằng Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới quân đội Nga sau khi thành công trong việc kiểm soát thành phố Avdiivka. Lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công kéo dài đến Avdiivka Việc giành chiến thắng ở Avdiivka được xem là một bước quan trọng trong việc đảm bảo sự kiểm soát của Nga đối với trung tâm khu vực Donetsk. Trong hệ thống phòng thủ tại Donbass, thành phố Avdiivka đóng vai trò vô cùng quan trọng. Avdiivka được coi là một mắt xích trong chuỗi phòng thủ của khu vực phía nam Donetsk, cùng với các cứ điểm Marianka và Ukleda, tạo ra một chuỗi trận địa liên hoàn ngăn chặn hoàn toàn hướng tiến công về phía tây của dân quân Donbass trước đây và hiện nay là quân đội Nga. Trong khi đó, ngày 17 tháng 2, Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng quy định rút quân khỏi Adivka được đưa ra để cứu mạng sống binh lính. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, để tránh bị bao vây, chúng tôi quyết định rút quân về tuyến khác. Điều này không có nghĩa là chúng tôi bị đẩy lùi vài km và Nga đã kiểm soát được thứ gì đó. Trước đó ngày 16 tháng 2, trong một tuyên bố trên Telegram chỉ huy, lực lượng miền nam Ukraine Oleksandr Tanasky nhấn mạnh rằng Việc rút khỏi thị trấn về phía tây bắc của thành phố Donetsk là giải pháp duy nhất đúng đắn, đồng thời thông báo rằng một số binh sĩ Ukraine đã bị bắt giữ bởi quân đội Nga trong quá trình này. Chỉ huy Tanasky cũng cho biết rằng quân đội Nga áp đảo Ukraine về quân số, pháo binh và hàng không. Theo ông, trong vòng 24 giờ, lực lượng Nga đã thực hiện 20 cuộc không kích và hơn 150 cuộc tấn công bằng pháo binh trong khu vực. Quyết định rút quân được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tân tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đến thăm tiền tuyến ở Abdiivka và cam kết gửi thêm quân tiếp viện để chống lại các đợt tấn công. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 2, binh sĩ Ukraine đang chiến đấu để giữ thị trấn đã mô tả điều kiện tại đây như địa ngục và cho biết quân đội Nga đã kiểm soát khắp mọi nơi. Trong một bài đăng trên Facebook, Tổng tư lệnh Sinsky giải thích rằng ông đã ra lệnh giúp quân để tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng cũng như sức khỏe của các quân nhân. Ông cũng khẳng định rằng đang điều động quân đội để bảo vệ các phòng tuyến thuận lợi hơn. Hoạt động quân sự của Nga tại Abdiivka được đánh giá tương tự như chiến thuật giành kiểm soát Bakhmut trong năm ngoái. Tuy nhiên, bước tiến của Nga ở Abdiivka có phần bị chậm lại bởi quân đội Ukraine cố thủ dày đặc trong khu vực. Mặc dù đã có lệnh rút quân từ Tổng tư lệnh, nhưng một phần binh sĩ Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự tại thành trì Abdiivka. Theo đó, dù Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, Đại tướng Oleksandr Sisky đã chính thức tuyên bố về việc rút các đơn vị khỏi Abdiivka, nhưng tình hình thực địa vẫn được cho là rất phức tạp. Thông tin từ chiến trường cho biết, sau khi lệnh rút quân được thông báo, một số binh sĩ Ukraine đã rời khỏi thành phố qua các lối thoát còn lại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều binh sĩ khác vẫn ở lại trong thành phố, bao gồm cả khu vực Kosokima. Tờ Guagonzo cho biết, bất chấp tuyên bố chính thức của tướng Sisky về việc rút lui khỏi abk phần lớn đối phương vẫn không dịch chuyển từ đó đi đâu cả. Một số binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng trốn thoát khỏi thành phố dọc theo một số lối thoát còn lại nhưng rất nhiều người vẫn ở lại và tiếp tục kháng cự, đặc biệt là ở khu vực Kosukhima. Quyết định giúp các đơn vị khỏi abk được xác nhận bởi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine và chỉ huy nhóm tác chiến Tavria, tướng Oleksandr Tanhapsky, phản ánh mong muốn của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine là tránh bị bao vây và giảm thiểu tổn thất về nhân sự. Theo các chuyên gia, điều này dự kiến sẽ nhanh chóng tăng cường sự kiểm soát của các đơn vị Nga đối với thành phố. Tuy nhiên, với tình hình mới, mọi việc bất ngờ trở nên phức tạp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu, đặc biệt khi những đơn vị tiếp viện của Ukraine vẫn đang tập trung bên ngoài Avdiivka. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên đài truyền hình nhà nước Nga vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ muốn người đồng cấp Mỹ Biden thắng trong bầu cử Tổng thống năm 2024 do ứng viên này giàu kinh nghiệm và dễ đoán hơn Trump. Tờ Newsweek mới đây nhận xét, tuyên bố của ông Putin được đánh giá là một tính toán chính xác của nhà lãnh đạo Điện Kremlin. Ông Putin đưa ra nhận định này dù không đồng ý với các chính sách của Biden. Ông cho rằng Biden là sự lựa chọn tốt hơn cho Nga so với đối thủ lớn nhất của ông là cựu Tổng thống Donald Trump. Bình luận này gây ngạc nhiên vì chính quyền Biden kiên quyết phản đối cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine. Theo báo cáo từ người sáng lập nhóm giám sát Russian Media Monitor, Julia David, một số phương tiện truyền thông Nga cho rằng việc ông Putin ủng hộ ông Biden tái đắc cử chỉ mang tính hài hước. Tuy nhiên, chuyên gia tên Solovyov nói rằng không phải ngẫu nhiên mà Putin chọn tổng thống hiện tại và cho rằng bình luận đó chứa đầy bom thông tin và mìn. Ngày 14 tháng 2, trong tập phát sóng của chương trình truyền hình The Evening with Vladimir Solovyov, chuyên gia Solovyov nhận định, họ nói đó là trò trôn. Không, đây không phải là trò trôn, đó là một tính toán chính xác. Trong chương trình của mình, Solovyov sau đó lưu ý rằng những bình luận của Putin về Biden và Trump bao gồm một số lượng lớn bom thông tin và mìn được đặt cẩn thận. Nhà khoa học chính trị người Nga Dmitry F cũng bổ sung: Nga thường bị chỉ trích vì không có khả năng tiến hành các cuộc xung đột thông tin. Thông thường những lời chỉ trích này khá chính đáng. Chúng tôi đã thua trong nhiều tình huống liên quan đến chính trị và thông tin. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết, chúng tôi đang học hỏi. Chương trình của chuyên gia Soloviov cũng có sự tham gia của nhà khoa học chính trị người Nga Dmitri Kolikov, người cho biết rằng cuộc phỏng vấn của Putin trên truyền hình quốc gia là một cách để bổ sung cho cuộc trò chuyện của ông với Tucker Carlson được phát sóng một tuần trước đó. Báo cáo của chuyên gia David cho biết, cuộc phỏng vấn hôm 14 tháng 2 bao gồm các chủ đề mà Tucker không đề cập đến hoặc những câu hỏi mà anh ấy không biết phải hỏi như thế nào vì anh ấy đang ở trong trạng thái sốc như vậy. Không rõ tại sao ông Putin lại nói rằng đường kim Tổng thống Biden sẽ là lựa chọn tốt hơn cho Nga sau năm 2024, nhưng Nhà Trắng nhanh chóng bác bỏ sự tán thành của ông. Ngày 15 tháng 2, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby, nói với các phóng viên tại cuộc họp báo rằng Tôi nghĩ ông Putin biết rất rõ chính quyền này đang làm gì để chống lại ảnh hưởng xấu của Nga trên toàn thế giới. Ông Putin nên đứng ngoài cuộc bầu cử của chúng tôi. Các chuyên gia trước đây cho rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể có lợi cho Putin, dựa trên lập trường của cựu tổng thống về việc Mỹ ủng hộ Ukraine và những bình luận gần đây của ông về liên minh NATO. Trump liên tục đe dọa sẽ rút khỏi liên minh NATO trong nhiệm kỳ đầu tiên nhậm chức và gần đây nói rằng ông sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với các nước thành viên không đáp ứng yêu cầu chi tiêu của liên minh. Trong một cuộc phỏng vấn, lãnh đạo Điện Kremlin cũng cho biết rằng chính quyền Biden đã theo đuổi một chính sách có hại và sai lầm. Trong chuyến thăm thủ đô Kiev, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thông báo rằng vào năm 2024, chính phủ nước này sẽ phân bổ khoảng 15 tỷ euro cho nhu cầu của Ukraine trong bối cảnh kinh tế nước này đang gặp khó khăn. Trong tháng 1, số vụ phá sản của các công ty Đức đã tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đó, ông Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận hợp tác bổ sung cho tuyên bố của G7 về đảm bảo an ninh cho Kyiv. Hơn 7 tỷ euro được phân bổ trong năm nay để thanh toán cho các thỏa thuận đã ký kết về cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng một mình Đức sẽ không thể hỗ trợ Kyiv. Ông kêu gọi Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác thực hiện các bước tiếp theo, đồng thời tăng cường trừng phạt và cấm vận Moscow. Các lãnh đạo phương Tây không chỉ kêu gọi tăng cường viện trợ cho Kyiv mà còn cam kết hợp tác để chặn nguồn cung ngân sách cho Moscow bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt vào ngành xuất khẩu năng lượng của nga nhằm làm cho điện kremlin gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc chiến ở ukraina tuy nhiên một tin tức mới đây đã chỉ ra rằng điều này không phải là dễ dàng khi các nước liên minh châu âu eu không dễ dàng từ bỏ nguồn cung cấp sầu mỏ chất lượng cao và khí đốt giá rẻ từ nga theo báo cáo của eurostat cơ quan thống kê của liên minh châu âu Mặc dù kim ngạch mua sắm của các chế phẩm dầu mỏ Nga của các nước EU đã giảm gần 3 lần so với năm 2022, nhưng vào năm 2023, các nước EU vẫn bỏ ra tới 30 tỷ euro để mua sản phẩm dầu khí từ Nga. Theo báo cáo tổng giá thành sản phẩm nhiên liệu thô xuất sang châu Âu năm 2023, giảm 2,9 lần so với năm 2022. Năm mà ngân sách nhà nước Nga thu được khoảng 90 tỷ euro từ nguồn cung hydrocarbon cho EU. Moscow cũng đã giảm đáng kể thị phần cung cấp khí đốt và dầu cho châu Âu. Nếu vào năm 2021, khí đốt của Nga chiếm 40% lượng mua của châu Âu, thì đến năm 2023, tỷ trọng này giảm xuống còn 8%. Về giá trị, xuất khẩu nhiên liệu xanh từ Liên bang Nga lên tới 16,7 tỷ euro, với những khách hàng chủ yếu là Hy Lạp, Bỉ và Hungary. Chi phí mua dầu từ Nga của các nước liên minh châu Âu giảm xuống còn 9,3 tỷ euro. Những khách hàng mua sản phẩm dầu mỏ chính của Liên bang Nga ở châu Âu là Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia, Bulgaria, Áo, Ba Lan và Hà Lan. Nhiều sản phẩm dầu mỏ và khí đốt, nhiều nước EU cũng mua từ Nga các sản phẩm nhôm và niken, phân khoáng, kim loại quý và hóa chất vô cơ với trị giá vào khoảng hơn 4 tỷ euro. Theo các chuyên gia, việc giảm kim ngạch mua sắm hàng hóa Nga từ Liên minh châu Âu trong năm 2013 không hoàn toàn phụ thuộc vào việc giảm khối lượng giao dịch giữa hai bên mà một phần cũng là do giá cả của các sản phẩm trên thị trường thế giới đã giảm đáng kể đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu như khí đốt, lithium, nickel và một số mặt hàng khác. Nếu trong năm 2024, kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ dẫn đến sự tăng giá của các mặt hàng trên thị trường thế giới, thì kim ngạch giao dịch với Nga của các nước châu Âu có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Ngày 17 tháng 2, người phát ngôn cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine ông Andriy Demchenko cho biết, những người biểu tình Ba Lan đã phong tỏa 6 cửa khẩu biên giới với Ukraine, đồng thời chặn trạm kiểm soát Karakowiec. Hành động này đã khiến 3.300 xe tải phải xếp hàng chờ đợi để được nhập cảnh vào Ukraine, trong đó có 1.600 xe tải tại cửa khẩu Karakowiec và 550 xe tại trạm kiểm soát Chahodin. Theo Forbes Ukraine, việc phong tỏa các trạm kiểm soát ở biên giới và những hành động của nông dân Ba Lan chống lại các hãng vận tải Ukraine có thể khiến Kiev ban hành lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ quốc gia láng giềng một số quan chức chính phủ Ukraine đã xác nhận về việc các nước này đang thảo luận về biện pháp nêu trên. Thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm và khi ép tránh các bước đi quyết liệt như vậy. Tuy nhiên, theo các quan chức, Ukraine đang ở điểm thấp nhất và nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện nay, họ sẽ buộc phải thực hiện bước đi này. Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine Mykola Sosky xác nhận, Kiev có sự cân nhắc sự cấm hoàn toàn việc nhập khẩu nông sản hoặc hạn chế một phần đối với một số mặt hàng. Tuy nhiên, quyết định sẽ chỉ được đưa ra sau các cuộc đàm phán với phía Ba Lan và quá trình này có thể phải mất 2 tuần. Việc phong tỏa biên giới đang gây tổn thất lớn cho ngân sách của Ukraine. Tính đến hết tháng 1, hải quan nước này có thể đã thất thu tới 7,7 tỷ hryvnia, tương đương 20 triệu đô la Mỹ. Nông dân Ba Lan đã tiến hành biểu tình trên các tuyến đường qua trạm kiểm soát Dorohuk, Rahodin và Truskava từ hôm 9 tháng 2. Đến ngày 12 tháng 2, họ hạn chế giao thông tại các trạm kiểm soát Josin Utelu và Dohobichuk Orinip, đồng thời phong tỏa trạm kiểm soát Sekini. Ngày 16 tháng 2, đế lượt trạm kiểm soát Karakivet Kochova bị chặt. Quan hệ Ba Lan-Ukraine trở nên phức tạp do lệnh cấm vận đối với ngũ cốc của Ukraine. Ngày 15 tháng 9 năm ngoái, Ủy ban châu Âu quyết định không gia hạn hạn chế nhập khẩu bốn loại nông sản Ukraine và một số quốc gia có biên giới EU, nhưng bộ Ukraine phải đưa ra các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Sau đó chính quyền Slovakia, Hungary và Ba Lan tuyên bố họ đang đơn phương gia hạn lệnh cấm vận. Về vấn đề này, Ukraine đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới với Đáp lại, ba nước EU tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc họp của diễn đàn phối hợp về ngũ cốc Ukraine. Hôm 17 tháng 2, các quan chức Mỹ cho biết nước này sắp chuyển 1.000 quả bom cùng vật tư liên quan cho Israel để bổ sung kho vũ khí của họ. Theo đó, Lô vũ khí trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ được đề xuất bao gồm khoảng 1.000 quả bom Mark 82 có trọng lượng hơn 220 kg mỗi quả, phụ kiện KMU-572 để điều khiển bom chính xác và kiếp nổ bom FMU-139. Theo một quan chức Mỹ, chính phủ nước này đang xem xét lô hàng nói trên và chi tiết liên quan có thể thay đổi trước khi chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo cho lãnh đạo các ủy ban ở quốc hội, những người sẽ phê duyệt kế hoạch. Kế hoạch chuyển vũ khí được đưa ra trong lúc Israel chuẩn bị tiệt công thành phố Rafah ở miền nam giải Gaza, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn trước xung đột. Israel tuyên bố sẽ mở rộng chiến dịch nhằm vào Rafah để xóa sổ các tiểu đoàn Hamas đang ẩn náu tại thành phố này. Theo truyền thông Mỹ, bản đánh giá về đề xuất chuyển giao vũ khí do Đại sứ quán Mỹ tại Israel soạn thảo cho biết chính phủ Israel đề nghị nhanh chóng mua những mặt hàng nói trên để bảo vệ nước này trước các mối đe dọa đang tiếp diễn và đang nổi lên trong khu vực đánh giá nhận định không có mối lo ngại từ mẩn nào về nhân quyền trong thương vụ này. Một cựu quan chức Mỹ nhận định lô hàng trên nằm trong viện trợ quân sự của nước này dành cho Israel. Phần lớn vũ khí Israel mua từ Mỹ đều đến từ hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự từ Washington để Tel Aviv củng cố năng lực quân đội mỗi năm. Đạn dẫn đường chính xác được đánh giá cho phép Israel nhắm mục tiêu tốt hơn vào đối phương, trong đó có vị trí lãnh đạo Hamas và những công sự ngầm của nhóm. Mark 82 không phải bom chính xác, song Israel có thể gắn phụ kiện dẫn đường cho chúng. Theo các quan chức Mỹ, Israel đã sử dụng bom Mark 82 với hệ thống dẫn đường trong chiến dịch tại Giải Gaza. Mỹ đã cung cấp khoảng 21.000 quả đạn dẫn đường chính xác cho Israel từ khi xung đột giữa nước này với Hamas bùng phát vào đầu tháng 10 năm 2023. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã sử dụng khoảng một nửa trong số bom đạn nói trên. Theo đánh giá của tình báo Mỹ, lượng bom đạn còn lại đủ để Israel duy trì chiến dịch tại Giải Gaza thêm 19 tuần nữa. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết, số bom đạn này chỉ đủ dùng trong vài ngày nếu Israel quyết định mở mặt trận thứ hai nhằm vào nhóm Hezbollah tại Liban. Giới chức Mỹ ngày càng bày tỏ thất vọng với phía Israel khi họ tìm cách kiềm chế chiến dịch của đồng minh. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Biden tới nay vẫn loại trừ khả năng đặt ra điều kiện bán vũ khí cho Israel để buộc họ phải thay đổi cách thức triển khai chiến dịch. Hồi tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã chuyển 100 quả bom phá hầm BLU-109 cho Israel với mục đích xuyên thủng các cấu trúc kiên cố trước khi phát nổ. Bom BLU-109 mang đầu đạn nặng hơn 900 kg và trước đây đã được Mỹ sử dụng trong các cuộc xung đột, trong đó có cuộc chiến ở Afghanistan. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn là các hầm của Afghanistan ở khu vực ít dân, trong khi hầm của Hamas nằm ngay trong các khu dân cư, nên mức độ sát thương dân của loại bom này khá lớn. Theo tạp chí Phú Quân, những quả bom lớn do Mỹ chế tạo đã được sử dụng trong một số cuộc tấn công nguy hiểm nhất của Israel vào giải Gaza. Chẳng hạn vụ tấn công săn bằng một khu trung cư ở trại tị nạn Jabalia khiến hơn 100 người thiệt mạng. Israel cho biết cuộc tấn công là chính đáng vì nó đã hạ gục một thủ lĩnh của Hamas. Ngày 17 tháng 2, Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc có hành động nguy hiểm khi liên tục chặn tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho người dân trên một đảo san hô. Theo đó, sự việc xảy ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 ở khu vực gần bãi cạn Caporal mà Trung Quốc đang kiểm soát. Vài ngày sau khi cảnh sát biển Philippines đưa ra cáo buộc tương tự đối với các tàu Trung Quốc trong cùng khu vực, bãi cạn trở thành điểm nóng tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh từ năm 2012. Bắc Kinh nhiều lần điều tàu ra khu vực này và Manila cũng không ít lần cáo buộc họ quấy rối các tàu Philippines, ngăn cản ngư dân Philippines đến nơi có nhiều cá. Trong vụ việc mới nhất tàu hải quân, hải cảnh và các tàu khác của Trung Quốc bám đuôi một tàu của Cục Thủy sản đang chờ thực phẩm và nhiên liệu cho người dân Philippines. Đáng chú ý, một số phóng viên quốc tế được mời lên tàu DRP Datu Taplot của Philippines trong chuyến đi kéo dài 3 ngày. Tàu Datu Taplot và các tàu Trung Quốc liên tục cảnh báo nhau qua radio, cáo buộc nhau xâm phạm vùng biển chủ quyền. Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc chặn Datu Taplot 4 lần bằng hành động băng qua mũi tàu và dừng lại trên đường đi của tàu khi nó đến gần bãi cạn. Chỉ huy cảnh sát biển Philippines là Jay Tariela nói trong một cuộc họp báo ở Manila rằng không được phép vượt qua mũi tàu khác vì điều đó rất nguy hiểm. Ông Tariela cho rằng những hành động như vậy có thể gây ra va chạm. Chỉ huy cảnh sát biển Philippines cho biết, bất chấp các hành động của Trung Quốc, tàu Datu Tapalot vẫn có thể tiếp cận bãi cạn trong phạm vi vài km và cung cấp 21.000 lít dầu diesel các nhu yếu phẩm khác cho 19 tàu đánh cá Philippines. Hồi tháng 10 năm ngoái, tướng Tariela đã cáo buộc tàu Trung Quốc có hành động nguy hiểm với tàu tiếp tế Philippines. Các hình ảnh và video chứng minh cho cáo buộc được tướng Jay Tariela đăng trên mạng xã hội X. Video được ông Jay Tariela công bố cho thấy tàu Trung Quốc đã cơ động áp sát tàu tuần tra BRB Sindangan của Philippines. Khoảng cách giữa hai tàu có khi chỉ còn một mét nữa là va chạm. Hồi tháng 8 cùng năm, tranh cãi và căng thẳng đã nổ ra khi Manila cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu tiếp tế của họ. Với vụ việc lần đó, Hải cảnh Trung Quốc tiếp tục cáo buộc tàu Philippines xâm nhập trái phép, buộc lực lượng này phải có các hành động cần thiết. Hiện Trung Quốc chưa phản ứng trước các hình ảnh và cáo buộc mới từ Philippines. Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos khi nhà lãnh đạo Philippines tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn với Mỹ. Chỉ trong vài tuần, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tuyên hai án phạt tài chính lớn. Ngày 16 tháng 2, thẩm phán New York yêu cầu ông nộp 355 triệu USD, cấm ông điều hành doanh nghiệp hoặc vay ngân hàng ở bang này trong 3 năm, với cáo buộc thổi phòng tài sản bất hợp pháp để có những khoản vay ngân hàng hoặc chính sách bảo hiểm ưu đãi. Trước đó, ngày 26 tháng 1, bồi thẩm đoàn New York kết luận ông Trump phải bồi thường cựu nhà báo Injin Caron 83,3 triệu USD vì từng nhiều lần công khai bình luận ác ý nhắm vào bà. Hai vụ án dân sự này khiến cựu Tổng thống Mỹ mất khoảng 438 triệu USD, và đây mới chỉ là một phần trong số khoản phạt ông có thể phải nộp trong nhiều vụ kiện khác. Theo ước tính của Forbes, hai khoản phạt lớn ở New York chiếm gần 1 phần 6 số tài sản dòng trị giá khoảng 2,6 tỷ USD của ông Trump. Mặc dù 438 triệu USD là số tiền lớn nhưng vẫn khó có thể khiến ông Trump phải tuyên bố phá sản. Luật sư của cựu nhà báo Carol là Roberta Kaplan nói, một tỷ phú như ông Donald Trump có thể trả 1 triệu USD mỗi ngày trong 10 năm mà vẫn còn tiền trong ngân hàng phải là mức phạt cao nhất mới thỏa đáng. Ông Trump có thể nộp toàn bộ bằng tiền mặt hoặc nộp một khoản nhỏ cùng tài sản thế chấp kèm lãi suất. Song khó tìm bên đảm bảo do lo ngại các rắc rối pháp lý liên quan đến cựu tổng thống. Lệnh cấm vay ngân hàng hoặc đăng ký cấp phép kinh doanh ở New York cũng có thể hạn chế nghiêm trọng khả năng huy động tiền mặt của ông. Hồi năm ngoái ông Trump cho biết có hơn 400 triệu USD tiền mặt, nhưng Forbes nhận định ông đã đầu tư phần lớn số tiền này vào trái phiếu và tín phiếu, phần nhỏ vào cổ phiếu và quỹ tương hỗ. Để có tiền nộp phạt, ông Trump có thể phải bán phần lớn các khoản đầu tư này. Vị tỷ phú Mỹ cũng có thể bán các bất động sản mà mình đang nắm giữ. Năm 2023, ông đã bán sân golf ở Brooks. Năm 2022, ông bán tòa Old Post Office ở Washington, nơi sau đó được cải tạo thành khách sạn. Các tài liệu tòa án cho thấy, thương vụ năm 2022 giúp Trump thu về 131,4 triệu USD trước thuế. Cựu tổng thống Trump cũng có thể bán cổ phần trong nền tảng mạng xã hội Truth Social để thu về nguồn tiền lớn. Cổ phiếu nền tảng này đã tăng vọt khi ông Trump ra tranh cử tổng thống năm nay. Cổ phần của cựu tổng thống Mỹ trong tập đoàn Trump Media and Technology, đơn vị sở hữu mạng xã hội Truth Social, được ước tính trị giá khoảng 4 tỷ USD. Ông đã đẩy mạnh chiến dịch gây quỹ tranh cử từ những rắc rối pháp lý mà mình đang đối mặt. Tuy nhiên, luật liên bang Mỹ cấm các ứng viên dùng quỹ tranh cử cho mục đích cá nhân. Hai vụ kiện ở New York cũng không liên quan đến chiến dịch tranh cử hay xét xử dựa trên tư cách tổng thống hay ứng viên chính trị của ông. Nhưng AP hồi tháng 10 đưa tin, Ủy ban Hành động Chính trị Save America PAC của ông đã chi 37 triệu USD cho chi phí pháp lý, chiếm hơn 1 phần 2 tổng chi tiêu của PAC. Ông Trump là ứng viên Cộng hòa gây quỹ nhiều nhất vào mùa thu năm 2023. Ngày 17 tháng 2, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã thông báo rằng nước này có thể chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập NATO khi Quốc hội bắt đầu kỳ họp vào cuối tháng. Ông Orbán cho biết, tin vui là các mâu thuẫn hiện tại giữa chúng tôi và Thụy Điển đang dần được giải quyết chúng tôi đã thực hiện các bước quan trọng cùng với thủ tướng Thụy Điển nhằm tái thiết lòng tin. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary không cung cấp thông tin cụ thể. Theo Thủ tướng Orbán, ban, Hungary đang trên đà duyệt việc Thụy Điển gia nhập NATO vào đầu kỳ họp mùa xuân của quốc hội. Kỳ họp sắp tới của quốc hội Hungary dự kiến bắt đầu vào ngày 26 tháng 2. Hồi tháng 5 năm 2022, Thụy Điển cùng Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO, đánh dấu sự kết thúc của hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Phần Lan đã thành công trong việc gia nhập NATO vào tháng 4 năm 2023 sau khi nhận được sự ủng hộ từ 30 nước thành viên, trong khi Thụy Điển tại thời điểm đó đã gặp trở ngại từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Ngày 25 tháng 1, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã ký phê duyệt nghị định thư xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Cuối tháng 1, thủ tướng Orbán đã tuyên bố rằng Hungary ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập NATO và sẽ phê chuẩn nghị định thư của Stockholm sớm nhất có thể. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có hành động cụ thể vào ngày mùng 5 tháng 2, 6 đảng đối lập tại Hungary đã tổ chức một phiên họp khẩn tại quốc hội để bỏ phiếu, nhưng các nghị sĩ của đảng cầm quyền Fidesz đã không tham dự. Ngày 14 tháng 2, ngoại trưởng Thụy Điển, Tobias Bildström, đã bày tỏ hy vọng rằng Budapest sẽ sớm phê chuẩn nghị định thư của Stockholm. Ông Bildström đã tái khẳng định rằng Thụy Điển sẽ không tham gia đàm phán với Hungary về vấn đề này. Sau khi thủ tướng Orbán mời đồng cấp Ulrich Kristtesson đến Budapest để thương lượng, ông Bildström nói: không có gì để thương lượng. Nếu có thì đó chỉ là một chuyến thăm thông thường, không phải là một cuộc thương lượng và điều này đã được thủ tướng của chúng tôi rõ ràng khẳng định. Trước đó, hôm 23 tháng 1, thủ tướng Orbán đã gửi thư mời người đồng cấp Thụy Điển, Ulf Kristersson đến Budapest để thảo luận về việc gia nhập NATO. Phản ứng lại, thủ tướng Kristersson cho biết sẽ không đưa ra hứa hẹn nào mới với Hungary để thuyết phục nước này bật đèn xanh cho Thụy Điển gia nhập NATO. Ngày 26 tháng 1. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson phản hồi lời mời thăm Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán. Thủ tướng Thụy Điển cho biết, tôi rất sẵn lòng đến Budapest, chúng ta có rất nhiều điều cần thảo luận, song sẽ không đàm phán về tư cách thành viên NATO. Tuy nhiên chúng ta có thể bàn về cách hợp tác tốt nhất trong NATO. Hungary thường chỉ trích Thụy Điển vì có thái độ thù địch công khai khi nhiều lần chỉ trích về các vấn đề pháp quyền của Budapest. Mâu thuẫn hai nước ngày càng gia tăng hồi cuối năm 2023, sau khi xuất hiện video được phát ở các trường học Thụy Điển từ năm 2019, trong đó nói rằng nền dân chủ ở Hungary bị suy thoái. Chính phủ Hàn Quốc đã cảnh báo về nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng do cuộc đình công của các bác sĩ thực tập nhằm phản đối việc tăng chi tiêu tuyển sinh trường y của chính phủ. Theo thông tin từ hãng tin Reuters, Bộ Y tế Hàn Quốc đã yêu cầu 154 bác sĩ tại 7 bệnh viện phải ngay lập tức quay trở lại công việc và cảnh báo rằng nếu họ từ chối tuân thủ sẽ bị trừng phạt. Ngày 16 tháng 2, trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc, Bắc Min-su nói, lần này sẽ không có sự nhượng bộ hay tha thứ. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg, Bắc đàn là người đứng đầu hiệp hội thực tập sinh Hàn Quốc Kira cho biết các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú tại nhóm các bệnh viện lớn, bao gồm cả bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, dự kiến sẽ nộp đơn xin nghỉ việc hàng loạt vào ngày 19 tháng 2 và bắt đầu đình công từ 6 giờ ngày 20 tháng 2. Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, KMA là tổ chức đại diện cho khoảng 15.000 y bác sĩ bao gồm cả bác sĩ thực tập sẽ đưa ra quyết định về việc đình công trong ngày 17 tháng 2. Cuộc đình công của các y bác sĩ trẻ có thể gây gián đoạn trong các ca phẫu thuật và một số hoạt động khám chữa bệnh. Theo hãng thông tấn Yonhap, một số bệnh viện hàng đầu tại Hàn Quốc đã phải hoãn lịch khám và phẫu thuật của bệnh nhân do sự đình công của các bác sĩ. Ở Hàn Quốc, mỗi năm sẽ tuyển khoảng 3.000 sinh viên vào các trường y khoa. Chính phủ dự kiến tăng chi tiêu tuyển sinh thêm 2.000 sinh viên vào năm học 2025 và thêm 10.000 vào năm 2035. Tuy nhiên, kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y đã gây ra sự phản đối dữ dội từ các bác sĩ và sinh viên y khoa. Họ cho rằng việc tăng số lượng bác sĩ sẽ tạo áp lực công việc tăng, cũng như làm tổn hại đến tình hình tài chính của chương trình bảo hiểm y tế quốc gia. Hàn Quốc đang đối mặt với một trong những tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong nhóm các nước phát triển. Theo dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, cụ thể chỉ có 2,6 bác sĩ trên 1.000 người tại Hàn Quốc. Trái ngược với điều này, Hy Lạp là quốc gia có số lượng bác sĩ nhiều nhất trong nhóm các nước phát triển, với 6,3 bác sĩ trên 1.000 người. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc đối mặt với áp lực trong việc cố gắng tăng chỉ tiêu đào tạo y khoa. Hồi năm 2020, chính phủ Hàn Quốc đã phải đối mặt với cuộc đình công kéo dài khoảng một tháng của 80% bác sĩ thực tập, cũng nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Gần đây, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm tên lửa chống hạm Pallasudir 6 có cấu trúc tương tự loại Kh-35 của Liên Xô Nga. Triều Tiên đã thực hiện việc phóng nhiều tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía đông đất nước với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Theo thông tin, tên lửa chống hạm này đã di chuyển khoảng 1.400 giây về phía biển Nhật Bản trước khi đánh trúng mục tiêu đã được xác định trước. Cuộc thử này cho thấy vũ khí đã đạt được mức độ hoàn thiện. Bình Nhưỡng chưa công bố thông tin chi tiết về tên lửa mới này. Tuy nhiên, dựa vào thiết kế và hình thức, nó được cho là một bước phát triển tiếp theo từ tên lửa Cung Sông 3, được biết đến là phiên bản sao của KH-35 của Liên Xô. Tên lửa hành trình Bada Suri-6 trong cuộc thử nghiệm vào ngày 14 tháng 2 đã được lắp trên một bệ phóng mới trên khung gầm của xe bọc thép bánh xích được thiết kế để mang theo tổng cộng 8 ống phóng, xem xét về thời gian bay và tầm bắn, tên lửa này có thể đạt được khoảng cách xa hơn 200 km. Điều này cho thấy nó có thể là phiên bản dựa trên mẫu tiên tiến, tiến KH-35U của Nga. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trong quá trình hiện đại hóa, Vnadsuris-6 có thể đã được cải tiến để có thể bay xa hơn, được trang bị hệ thống dẫn đường tốt hơn hoặc mang đầu đạn mạnh mẽ hơn. Tên lửa KH-35U gốc có tầm bắn 250 km, 500 km cho phiên bản KH- -H. 35UE hiện đại nhất của Nga và mang theo đầu đạn xuyên rác nặng 150 kg. Nhờ vào động cơ máy bay phản lực được cải tiến, KH-35U UE có thể đạt tốc độ từ 900 đến 1.000 km h trên hành trình tới mục tiêu. Để định vị mục tiêu, tên lửa này được trang bị hệ thống dẫn đường radar chủ động cùng với chế độ quán tính có khả năng hiệu chỉnh tín hiệu thông qua vệ tinh. Thêm vào đó, nhờ vào máy đo độ cao vô tuyến tích hợp, nó có khả năng bay ở độ cao cực thấp để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương mối quan hệ giữa triều tiên và hàn quốc đang trải qua giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ trong thời gian gần đây triều tiên đã liên tiếp công bố các vụ thử nghiệm vũ khí mới những động thái này của bình nhưỡng cho thấy kế hoạch vũ khí và quân sự của họ đang trở nên ngày càng cứng rắn nhằm đáp trả lại các hành động khiêu khích từ phía mỹ và các đồng minh theo một bài báo của the new york times nhà nghiên cứu ko ji hong tại viện chiến lược an ninh quốc gia hàn quốc dự đoán rằng triều tiên có thể tiếp tục thực hiện các vụ thử nghiệm vũ khí trong thời gian sắp tới theo tạp chí The Diplomat, cũng nhận định vào năm 2024, Triều Tiên có thể tập trung vào việc phát triển các vệ tinh trinh sát quân sự nối địa và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm nâng cao khả năng quân sự của họ. Trong phiên họp của Hội nghị Trung ương khóa 8 lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, lãnh đạo của nước này, ông Kim Jong-un đã thông báo về kế hoạch quốc phòng của Triều Tiên trong năm 2024. Theo thông tin từ hãng thông tấn KCNA, ông Kim đã cho biết rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự, tăng sản xuất máy bay không người lái UAV mang vũ khí và tăng cường chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Kim đã ra chỉ thị cho quân đội, ngành công nghiệp đạn dược, vũ khí hạt nhân và các lĩnh vực phòng thủ dân sự, yêu cầu họ đẩy nhanh quá trình chuẩn bị chiến sự nhằm đáp trả các động thái đối đầu từ phía Mỹ. Mặc dù lãnh đạo Triều Tiên đã tuyên bố rằng họ không mong muốn xung đột, nhưng ông Kim cũng khẳng định rằng Bình Nhưỡng không có ý định né tránh bất kỳ cuộc xung đột nào. Ngoài ra, ông Kim cũng nhấn mạnh rằng việc thống nhất hòa bình giữa hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc là không thể vì hai quốc gia này đã trở thành hai quốc gia thù địch và xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Trong tháng đầu tiên của năm 2024, Triều Tiên đã công bố bao vụ thử nghiệm vũ khí mới ngày 25 tháng 1, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử đầu tiên của tên lửa hành trình chiến lược mang tên Pukwasan-331, được cho là có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo KCNA, Pukwasan-331 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và vụ phóng không tạo ra mối đe dọa với các nước láng giềng. Tuy KCNA không tiết lộ về quãng đường bay của tên lửa, nhưng nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASAN, Hàn Quốc, nhưng ông Trang Úc đã lý giải rằng Triều Tiên đang cố gắng đa dạng hóa cho vũ khí có khả năng mang hạt nhân để tăng áp lực lên các đối thủ. Trong khi đó, ngày 19 tháng 1, Bộ Quốc phòng của Triều Tiên thông báo rằng nước này đã thử nghiệm thành công UAV máy bay không người lái có khả năng mang đầu đạn hạt nhân dưới nước được gọi là hệ thống Haein 523 ở vùng biển ngoài khơi phía đông bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên không có thông tin cụ thể về việc thử nghiệm hệ thống này được tiến hành vào ngày nào sau các cuộc thử nghiệm của hệ thống hai in vào năm trước đó kcna đã cho biết rằng hệ thống này có thể tạo ra sóng thần phóng xạ một phát ngôn viên từ bộ quốc phòng của triều tiên đã tuyên bố năng lực đối phó dựa trên vũ khí hạt nhân dưới nước đang được hoàn thiện hơn nữa các cuộc tấn công phản ứng dưới nước của chúng tôi sẽ tiếp tục ngăn chặn các hoạt động quân sự của Hải quân Mỹ và các đồng minh. Ngày 14 tháng 1, Triều Tiên đã thông báo về việc thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM sử dụng nhiên liệu rắn và mang đầu đạn siêu thanh. Bình Nhưỡng cho biết rằng loại vũ khí mới này có khả năng trở thành một trong những vũ khí nhanh và chính xác nhất trên thế giới. Theo thông tin từ KCNA, cuộc thử nghiệm được tiến hành nhằm mục đích xác minh các đặc tính trượt và cơ động của đầu đạn cũng như tính chính xác của động cơ nhiên liệu sắn lực đẩy cao nhiều tầng mới được phát triển. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, JCS cho biết rằng tên lửa đã bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Các chuyên gia phân tích quân sự cho rằng tên lửa sử dụng nhiên liệu sắn có dễ dàng vận hành và an toàn hơn, đồng thời yêu cầu ít hỗ trợ hậu cần hơn. Điều này khiến chúng khó bị phát hiện hơn so với tên lửa sử dụng nhiên liệu dòng. Hơn nữa, về mặt lý thuyết, IRBM có thể bay với tốc độ nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh và rất linh hoạt khi bay. Điều này khiến chúng gần như không thể bị bán hạ. Theo thông tin từ tạp chí International Interest, Triều Tiên được cho là có một kho dự trữ đáng kể về vũ khí sinh học và hóa học. Về vũ khí sinh học, theo National Interest, Triều Tiên được cho là dự trữ các loại virus gây bệnh than, bệnh đậu mùa và bệnh tả. Chuyên gia Anthony Hass, Kordesman tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Mỹ, chuyên nghiên cứu các vấn đề quốc tế đã nói rằng Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực kỹ thuật cần thiết để sản xuất một kho vũ khí sinh học lớn. Về vũ khí hóa học, National Interest cũng cho biết rằng Triều Tiên sở hữu các chất gây tổn hại thần kinh, gây phồng rộp, chảy máu và nuôi mửa. Ước tính cho thấy rằng Triều Tiên có kho vũ khí hóa học từ 2.500 đến 5.000 tấn điều này làm cho triều tiên trở thành một trong những quốc gia sở hữu một lượng lớn vũ khí hóa học nhất thế giới vũ khí hóa học có vai trò quan trọng trong chiến lược tác chiến của triều tiên các lực lượng của họ thường được huấn luyện để hoạt động trong môi trường hóa học triều tiên cũng tự sản xuất các thiết bị bảo vệ hóa học và hệ thống phát triển các chất hóa học theo National Interest, Triều Tiên có nhiều phương tiện để triển khai vũ khí hóa học tới các mục tiêu, từ tên lửa tầm xa đến lực lượng biệt kích. Bình Nhưỡng được cho là sở hữu 5.100 bệ phóng tên lửa đa năng và 4.400 khẩu pháo tự hành. Các loại pháo tên lửa từ 122mm trở lên và pháo giã chiến từ 152mm trở lên đều có khả năng bắn đạn hóa học hầu hết pháo binh của triều tiên được tin là có thể thực hiện các cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học ngoài ra các chất hóa học cũng có thể được vận chuyển bằng tàu ngầm hoặc máy bay không người lái uav triều tiên cũng có thể tận dụng các hệ thống đường hầm để thực hiện các cuộc tấn công hóa học tuy nhiên triều tiên chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những thông tin này